Anh Xuân đi theo diện gì? Bảo lãnh rồi. Bây giờ thiếu gì cách mà anh? Cứ có tiền là muốn đi đâu chả được anh. Bây giờ các vị hạ cánh an toàn, chính là mua được cái hộ chiếu quốc tịch ở xứ người. Trước giờ sếp Xuân nhìn lù lù, bây giờ thì hiền như cục đất vậy. Mà bây giờ chơi lớn quá hơn. Tri nhân tri diện bất tri tâm mà anh. Có thể là anh Xuân tính đến chuyện hạ cánh an toàn, chứ đâu mà tự nhiên đi định cư được. Tất nhiên thì đã có tính toán trước rồi. Không hiếm mấy vị quan chức nhìn bề ngoài giản dị thanh liêm, nhưng tài khoản bí mật bên nước ngoài thì con số lên tới hàng triệu đô. Vậy mới gọi là kín kẻ đó. Tài khoản bí mật ở nước ngoài, chuyện đó tôi không biết. Thôi được rồi, cậu đi làm việc đi. Có tin tức gì báo tôi biết liền. Dạ em biết rồi, em xin phép. Tôi nghe đây anh Cương. Anh Khải Phê có vụ làm ăn quan trọng nên phải ra nước ngoài một thời gian. Việc ở đây tôi sẽ lo liệu. Anh Phong có gì cứ đề nghị, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Có chuyện gì mà Khải Phê đi gấp dữ vậy? Cũng không thèm gọi điện thoại cho tôi một tiếng. Anh Khải Phê là một người năng động, kinh doanh nhiều lĩnh vực. Tôi không tiện hỏi nhiều, chắc anh cũng hiểu. Tôi cũng là dân bảo đâu đánh đó thôi. Chuyện của sếp ít tò mò vẫn hơn. Phải công nhận anh Cương là người hiểu chuyện. Khải Phê kiếm đâu ra một nhân tài như vậy chứ? Tôi với anh Khải Phê quen biết nhau từ hồi làm nghiên cứu sinh. Sau này hùng vốn làm ăn, Khải Phê giao tôi toàn quyền quyết định dự án phía đông. Thiệt tình là tôi cũng có phần hùng ở đó. À, thì ra là anh Cương có thể thay mặt Khải Phê giải quyết một số chuyện rồi. Thực sự làm được việc gì tôi sẽ làm hết sức. Anh Phong cần gì cứ nói. Chuyện dự án ở phía đông, tất nhiên là chúng ta phải bàn chung. Khi có mặt Khải Phê và anh Cương, anh Cương không muốn qua mặt Khải Phê, tôi thì cũng không ép anh làm gì. Mọi việc anh có thể làm đúng theo quy trình. Nếu có gì khó khăn đó thì anh cứ đúng theo trình tự mà giải quyết, tôi sẽ ủng hộ anh. Tuy nhiên, chuyện của ngày hôm nay là một chuyện riêng, không liên quan. Anh Phong có gì cứ nói, giữa tôi với anh không có gì phải khách sáo. Anh Cương nè, tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Anh cứ coi như là chuyện này giữa đàn ông với nhau. Chuyện làm ăn đó mà. Anh Phong cứ nói. Anh Cương có biết cách nào để mở tài khoản ở nước ngoài, giống như là một số chính khách đã làm? Anh Cương có hiểu rõ chuyện này không? Tôi cũng chỉ muốn học hỏi thôi mà. Tôi có biết chuyện này. Chuyện này thì cũng không có gì khó. Hiện tại có một quốc đảo đang thu hút nguồn tiền quốc tế, nên rất thoáng trong việc quản lý nguồn tiền. Những tài khoản gửi vào tất nhiên là bí mật, đặc biệt là khó truy tìm nguồn gốc. Có không ít đại gia đã mở tài khoản ở quốc đảo này. Nếu anh Phong cần thì tôi sẽ giới thiệu với người của tổ chức. Bạn của tôi mà. Vậy thì may quá. Giống như là tôi hỏi đúng người đúng việc. Cho hỏi là chứ anh Cương cũng từng mở tài khoản như vậy rồi hả? Nói thiệt là tôi cũng có chút chút. Anh yên tâm đi, làm ăn lớn ai cũng phải có một tài khoản bí mật an toàn ở nước ngoài. Sau này còn giao dịch mua nhà, bất động sản hay là đầu tư gì đó, anh Phong cũng hiểu mà. Nếu mà anh Phong có nhu cầu thật sự thì tôi sẽ tìm hiểu cặn kẽ và sẽ làm cầu nối. Vậy thì may mắn quá. Cảm ơn anh Cương. Tôi hứa tôi sẽ hậu tạ. Ai sao thì tôi sẽ trả ơn anh Cương như vậy. Mà anh Cương nè, anh phải đảm bảo rằng chuyện này chỉ có mình tôi và anh biết thôi. Tôi hiểu. Bí mật và kín kẻ, anh yên tâm đi. Còn chuyện tiền công, để khi nào được việc hãy tính. Có gì tôi sẽ báo anh sau. Chuyện này nghiêm túc, không phải là khơi khơi đâu. Tôi hiểu mà. Cảm ơn anh. Mình chơi tiếp đi. Thank you.
Tôi đã tìm được trang web của ngân hàng rồi. Tôi sẽ tìm hiểu chi tiết. Cảm ơn cô. Em vô đi. Anh, có chuyện gì vậy em? Dương nó gọi hỏi em, là hỏi về chuyện cậu Tài. Anh với Tài có liên quan gì đâu mà hỏi. Nhưng Dương nó nói cậu Tài mất tích từ bữa gặp anh tới giờ đó. Nó không có tin tức gì của cậu Tài, mà cũng không biết tìm ai để hỏi. Bây giờ thì con Dương nó đã biết. Nó không hề hiểu gì về mối quan hệ của nó với thằng Tài. Vậy chuyện của Tài Euro thì sao? Anh có liên quan gì không? Em đừng có nghe Dương nói lung tung. Tài với anh đó chỉ là quan hệ làm ăn thôi. Anh đâu có quản Tài đâu. Thì làm sao biết được Tài đang làm gì, Tài đang ở đâu? Thì Thùy Dương nó không biết nên hỏi ai, nên mới gọi hỏi vợ chồng mình. Anh biết á, thì anh nói cho nó biết. Còn Dương nó lụy tình, nó cứ tưởng là thằng Tài thật lòng với nó, rồi còn nghĩ là thằng Tài mất tích. Không chừng đó, thằng Tài nó làm gì sai trái, rồi nó chơi đến bài chuồng. Hiện tại đã xuất cảnh rồi cũng nên đó. Nhưng không phải cậu Tài dựa vào anh vì dự án ở phía đông hả? Cậu ta làm sao mà dám trở mặt với vợ chồng mình chứ? Anh nè, thật là anh với cậu ta không có chuyện gì chứ? Khổ ghê vậy đó. Anh phải nói bao nhiêu lần em mới tin anh đi. Thôi được rồi, đi. Chú đừng khách khí. Anh với chú làm ăn với nhau đã lâu, nên anh cũng tin tưởng khả năng của chú. Dạ, em sẽ không để cho anh thất vọng. Dù sao anh cũng là người nhà, phải không anh Phong? Anh coi Dương như là em gái. Nếu như chú thiệt lòng với nó thì cũng coi như là người nhà rồi. Có câu nói này của anh lại miên tâm. Em nhất định sẽ không để cho anh mất mặt. Em thấy không? Anh đã hứa làm hồ sơ đấu thầu và hậu thuẫn cho công ty Hoàng Tài. Anh với Tài đâu có mâu thuẫn gì đâu. Em nghĩ coi, anh làm như vậy để làm gì? Là vì em, là vì em gái của em. Khổ ghê vậy đó. Còn em đó thì hết lần này tới lần nọ cứ gặng hỏi anh hoài. Hỏi thiệt nha, em với Dương nghĩ là anh hại Tài hả? Em đâu có nghĩ vậy đâu. Tại Dương nó sốt ruột cho nên em mới hỏi. Cho nên biết cái gì cần nói và không cần nói. Em với Dương cứ làm rối cả lên vậy đó. Hồi trước đó, A Phón cũng vậy, bây giờ thằng Tài Euro cũng vậy. Toàn là dân làm ăn không đó em à. Không lẽ chuyện gì cũng nói cho đàn bà biết hả? Thôi, em biết rồi. Để em nói chuyện với nó. Dương hả? Chị mới nói chuyện với anh Phong về Tài Euro. Ta-da. Canh bí đỏ, hải sâm bắp chua nè, tôm rim nè, thịt bò xào, tốt cho thai nhi lắm đó. Em đang thèm chua mà phải không? Đúng ý em rồi đó. Anh không giận em à? Giận việc gì? Không phải là anh không muốn em giữ đứa bé này sao? Em nè, anh cản em không cho em giữ đứa bé là vì lo cho sức khỏe của em. Em còn trẻ, còn tương lai phía trước. Anh nói em nghe nè, sinh con khó khăn lắm, không có dễ dàng gì đâu. Không, khó khăn đến mấy em cũng chịu được. Nhất định em sẽ giữ đứa bé này. Anh biết là em thương con. Nhưng mà tại vì anh sợ em khổ cực, sinh con ra nuôi nấng nó không dễ dàng đâu em à. Thôi, anh đừng có khuyên em nữa. Em không có nghe theo anh đâu. Chuyện gì em cũng có thể nghe theo anh, nhưng mà chuyện này... Thôi, 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 được rồi, được rồi. Nè, đừng có buồn nữa mà. Thấy em quyết tâm như vậy, thôi, anh ủng hộ em đó.
Thiệt á hả? Thiệt chứ. Chỉ là vì anh sợ em khổ cực thôi, anh mới cản. Em hiểu không? Anh cho em giữ đứa bé này thiệt hả? Ừ, thiệt chứ. Em này mắc cười quá. Bộ nhìn anh giống như kẻ ác hay sao? Dù sao, đứa bé cũng là con anh mà. Tình cảm giữa anh và em biết bao nhiêu năm rồi. Nè, anh tưởng tượng nha. Mai mốt mẹ em sinh con ra ha, nếu là con gái sẽ giống y như em vậy. Mà con trai ha, giống như anh luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi con khôn lớn nghe em. Vậy còn chị Như, anh tính nói sao với chị ấy? Như hả? Thú thiệt là anh cũng không biết tính sao nữa. Thôi thì tới đâu hay tới đó đi em. Mà em nè, em đừng có nghĩ nhiều nữa, không tốt cho đứa bé đâu. Nhưng mà lỡ chị ấy bắt em bỏ đứa bé thì sao? Thôi, đừng có nói bậy nghe không. Như không phải là người như vậy đâu. Dù gì Như cũng là bác sĩ mà. Em đừng có nghĩ bậy nghe. Nhưng mà đứa bé này là sai, làm sao mà chị ấy chấp nhận được chứ? Em cũng biết là sai nữa hả? Em muốn có con với anh. Em sẽ không bỏ con đâu. Thôi được rồi, anh ủng hộ em mà. Ý, em ăn đi, để nguội hết trơn rồi nè. Ăn canh bí đỏ ha. Canh bí đỏ đó phòng chống thiếu máu nè, tốt cho mẹ có bầu lắm đó. Em sao vậy? Em xin lỗi anh, nhưng mà em thấy hơi khó chịu trong người. Chắc là em bị ốm nghén thôi. Hả? Không sao đâu, từ từ em ăn cũng được mà. Để anh lấy nước cho em uống nha. Dạ. Rồi đây, em uống miếng nước chanh đi, có vitamin C tốt cho con lắm đó. Dạ. Anh chu đáo quá. Em uống đi. Sao, em thấy sao hả? Chính tay anh pha đó. Ngon quá. Nhưng mà em thấy vị của nó hơi kỳ lạ. Anh biết rồi. Chắc là do anh bỏ ít đường quá nên hơi chua đúng không? Anh xin lỗi nha. Nhưng mà không sao đâu, chua nhiều có nhiều vitamin C, tốt cho thai nhi, phải không em? Nghe. Nè, uống hết đi em. Giờ khỏe rồi ha. Thôi bây giờ mình ăn nha. Anh cũng ăn đi. Đây, một con tôm cho em nè. Em cảm ơn. Hôm nay bà vui lắm. Nhân ngày kỷ niệm 20 năm ngày cưới của hai con, ba chúc hai con hạnh phúc bền lâu và là niềm tự hào của gia đình chúng ta. Dạ con cảm ơn ba. Mẹ chúc hai con yêu thương nhau hơn nữa và trong công tác ngày một tiến bộ. Thăng tiến là niềm tự hào của ba mẹ và cũng là niềm tự hào của cháu ngoại mẹ nữa chứ. Là niềm tự hào của con nữa chứ mẹ. Ừ, đúng rồi. Anh chị, em xin chúc anh chị ngày càng thăng quan tiến chức. Dạ, hôm nay là 20 năm kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ. Con cũng không có gì hơn ngoài lời chúc ba mẹ luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Cô yên tâm nha, Phú bây giờ trưởng thành lắm. Mấy đứa nhỏ còn gọi Phú là thầy ca Phú nữa. Thật là giỏi, con đã tự lập được rồi. Ba và mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Ba mẹ có lỗi với con. Ba mẹ đã không thể giữ gia đình mình được hạnh phúc trọn vẹn. Bây giờ ba mẹ không thể là niềm tự hào của con rồi. Con thì càng ngày càng trưởng thành, nhưng mẹ lại không thể chăm sóc và lo lắng cho con. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Dù mẹ đã cố gắng giữ cho gia đình mình được hạnh phúc, nhưng bây giờ thì mẹ không thể. Vì ba con không còn yêu mẹ nữa. Mẹ xin lỗi con, tha lỗi cho mẹ nha Phú. Anh không ở lại với em à? Anh phải về rồi. Thời gian này nhạy cảm lắm, anh không muốn vợ anh nghi ngờ. Nhưng mà anh không nói thì làm sao chị ấy biết được? Kỳ em à, tốt nhất đừng để cho cô ấy nghi ngờ. Em à, thời gian này không như lúc trước nữa đâu. Bên nhà vợ anh lúc nào cũng dòm ngó, họ quan sát anh từng ngày đó. Lâu lắm rồi anh mới về với em đó. Anh biết chứ. Em nhớ anh lắm. Anh bỏ hai mẹ con em vậy à? Em à, chịu khó một thời gian nha. Mọi việc cứ để anh lo. Em đừng suy nghĩ nhiều quá ảnh hưởng tới con đó. Ừ. Thôi anh về nhé. Ừ. Anh chạy xe cẩn thận nha. Ừ. Thank you.
Xin cô cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ, đây là em họ của bác sĩ Như, phó giám đốc bệnh viện đó. Ờ, vậy hả? Dạ. Hôm nay có bác sĩ Như trực không bác sĩ? Cái này tôi cũng không biết nữa. Để tôi ra ngoài phòng điều dưỡng hỏi mấy em trực cấp cứu coi sao. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ. Thưa ơi, có sao không? Được cho ai biết. Bây giờ lo cái thân trước đã. Tôi đi gọi bác sĩ Như cái nha. Đợi tôi nha.
Alo. À, bác Như ơi, có em họ của bác nhập viện ạ. Em họ tôi hả? Ai vậy? Cô tên là gì ạ? Thiên Thư, Nguyễn Thiên Thư. Dạ Nguyễn Thiên Thư ạ. Nhập viện vì bệnh gì? Dạ bị sảy thai mất máu nhiều ạ. Bác sĩ Như ơi. Sảy thai sao? Dạ. Bác sĩ cứu Thiên Thư giùm đi bác sĩ ơi. Làm ơn bác sĩ Như ơi. Được rồi, tôi tới liền. Dạ dạ dạ, bác sĩ Như tới dạ. Liền. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Em đi đâu gấp vậy? Thư có thai, cô ấy vừa sảy thai, anh biết chứ. Có đau không? Các bác sĩ đang cố gắng điều trị. Ráng nghỉ ngơi nha. Bây giờ tôi phải về nhà sắp xếp một chút công việc rồi còn vô chăm cho bà nữa. Bà yên tâm đi, ở đây có các bác sĩ lo cho tôi rồi. Cố gắng nghỉ ngơi nha. Tôi vô lại liền. Đừng có khóc. Khóc không có tốt đâu. Tôi sẽ vô sớm mà. Tình hình của bệnh nhân đã ổn định chưa? Đã cầm máu tốt, nhưng mà cần phải theo dõi vài ngày đó chị. Nguyên nhân xuất huyết là gì? Do bệnh nhân uống thuốc phá thai. Chắc là uống hơi nhiều cho nên mới xuất huyết. Uống thuốc phá thai hả? Đúng rồi. Bệnh nhân tỉnh chưa? Cũng ổn rồi, nhưng mà phải truyền dịch, truyền nước. Đi. Em sai rồi. Chỉ định truyền máu là bao nhiêu? Dự định là 500ml, nhưng mà bệnh viện vẫn còn thiếu máu loại này. Đã liên hệ với các bệnh viện gần nhất chưa? Đã liên hệ rồi, nhưng mà vẫn cần 450ml nữa. Nhóm máu gì? Nhóm máu AB. Chị Như ơi, em cầu xin chị hãy cứu mẹ con em. Đứa bé không có tội. Em xin chị đó, em sai rồi. Cầu mong chị hãy cứu mẹ con em. Cô bình tĩnh lại đi. Biết sai mà vẫn làm.
dám uống thuốc phá thai quá liều lượng như vậy. Cô không sợ chết à? Thuốc phá thai? Nè, nước chanh nè, em uống đi. Có nhiều vitamin C, tốt cho thai nhi lắm đó. Sao, em thấy sao hả? Chính tay anh pha đó. Ngon quá. Nhưng mà em sao thấy em? Vị của nó hơi kỳ lạ. Anh biết rồi. Chắc là do anh bỏ ít đường quá nên hơi chua đúng không? Không, không phải. Không phải em đâu. Chị Như, không phải em. Em không làm như vậy đâu. Cậu xin chị cứu mẹ con em. Không phải em. Không phải em. Chị Như ơi, cứu con em với. Chuẩn bị lấy máu của tôi đi. Tôi cùng nhóm máu với cô ấy. Không nhìn gì nữa, chuẩn bị lấy máu tôi nhanh lên. Dạ. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn. Alo, phòng cấp cứu ngay đây. Dạ, chào anh Phong. À, chị Như đang truyền máu rồi anh. Sao lại truyền máu? Dạ, bác Như truyền máu cho em họ của cô ấy bị bệnh. Bộ có gì nghiêm trọng lắm hả cô? Dạ, em họ của cô ấy bị sảy thai, mất máu nhiều. Vì bác Như cùng nhóm máu nên giúp đỡ cho cô ấy. Hên quá, ngay đúng lúc bệnh viện đang hết máu lại đó mà bác Như có cùng nhóm máu. Đúng là chị em họ mà. Vợ tôi hiến máu à? Sức khỏe của cổ sao rồi cô? Bác Như chỉ hiến 350ml thôi, cho kịp máu dự trữ về thôi à. Phiền cô để ý vợ tôi giùm nha. Dạ dạ, không có gì đâu anh. Dạ. Chào anh. Chị cô vô bệnh viện rồi, không có ở nhà. Vậy em vô nhà đợi chị em. Anh làm gì làm đi. Anh để đó đi, để em tự nhiên. Vậy thôi, em ngồi đây chờ chị em đi. Anh vô phòng làm gì một chút. Hôm nay mà không đưa tiền cho tôi thì bà đừng có trách. Thằng khốn, mày ở đâu? Được, ở yên đó. Tôi nghiện, tôi cần tiền. Tôi không đòi bà thì đòi ai? Tiền hả? Mơ đi. Một cắt ta cũng không cho. Hả? Bà thách tôi à? Được rồi, tôi sẽ tạc mông tôm, tạc sơn vô nhà bà. Tôi sẽ in hình của bà, dán khắp mọi nơi. Cô bà dám làm gì tôi không? Trời ơi! Tao thách mày đấy. Này, tao nhịn mày đủ rồi nha Thái. Nhịn à? Bà nhịn tôi à? Bà sợ cái hình của bà dán khắp mọi nơi, bà xấu mặt, thằng chồng bà mất chức, nên bà thối tiền lại cho tôi. Bà tưởng vậy là xong quá hả? Never đi, chưa có xong đâu. Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ in hình của bà dán khắp mọi nơi, cho bà đẹp mặt bà ra. Mày có tin không? Bữa nay mày bước chân ra khỏi cái khách sạn này là mày mất mạng đó Thái. Tôi sợ quá, tôi sợ quá. Tôi sợ bà.
Nè, thằng chồng của bà đó, nó kêu người đập tôi. Vợ chồng của bà cá mày một lứa, trời sinh một cặp biết không? Không có nói nhiều nữa, đưa tiền đây. Đưa tiền cho tôi. Đưa tiền đây. Hết tiền rồi. Hết tiền rồi, mày làm gì mày làm đi. Tao thách mày đấy. Đưa bố đây. À, mày làm cái trò gì đấy? Hả? Đâu? Đi ra. Mày đi ra. Đưa tiền đây. Tiền đâu? Đưa tiền đâu? Tiền đâu? Hết tiền, tiền rồi. Đâu? Tiền đâu? Mày giỡn với tao hả? Tiền đâu? Bút tiền ra. Tiền ra. Anh ơi, cứu em. Thằng ấy nó bị điên rồi. Em sợ lắm. Nó bị điên rồi. Cứu em với. Nó cần tiền. Nhưng mà em đã lấy hết hình ở trong file ảnh rồi. Nhưng mà nó nói là nó vẫn còn hình để uy hiếp em. Anh ơi, cứu em đi. Em sợ quá. Em đã đâm nó. Hả? Em đâm nó hả? Nó chết hả? À, không, không, không. Em chỉ đâm sượt vào má nó thôi. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ trả thù em. Thằng đó đã bị thần kinh rồi. Nó bị thần kinh rồi anh ạ. À, anh cứu em đi. Giờ biết sợ rồi hả? Em biết rồi. Anh cứu em đi. Thằng đó đã bị nghiện. Không có gì là nó không làm hết đó. Nó bị nghiện hả? Bây giờ nếu như anh kêu em đi qua với thằng Kính, em có đi không? Đi, đi. Anh kêu em đi đâu em cũng đi. Bảo em làm gì em cũng làm. Em sợ lắm. Thằng đó nó bị thần kinh, nó định giết em. Anh kêu em với. Phúc chích hả? Chơi ma túy hả? Kỳ vậy. Chị Như này gọi không bắt máy ta. Em, trong tủ lạnh có đồ ăn đó. Nếu có đói thì bỏ vô microwave hâm. Anh lên lầu. Anh Phong nè. Chuyện anh Tài mất tích, em lo quá. Công an đang điều tra, mà em không biết bây giờ anh sống chết ra sao nữa. Điện thoại thì không liên lạc được. Mấy này không có tin tức gì hết. Cái chuyện đó có công an điều tra, rồi sẽ có kết quả. Cô lo là lo cái gì chứ? Em biết, nhưng mà công an tới nhà tìm kiếm đủ thứ. Em sợ lắm luôn. Công an tìm cái gì? Em đâu biết đâu. Họ nói là họ tìm chứng cứ gì đó. Cô nói sao vậy? Mất tích chứ đâu phải là phạm pháp gì đâu mà khám xét nhà. Mà cô làm cái gì đến nỗi phải khám xét nhà? Thì công an nói là phối hợp điều tra để tìm người. Thì em phối hợp thôi. Ngoài cái nhà với cái du thuyền, em cũng chẳng biết anh Tài đang ở đâu nữa. Bây giờ em phải nghe công an chứ. Anh nghĩ đi, không nghe công an làm sao vậy? Trời đất ơi, đúng là đàn bà mà. Cô để cho công an khám xét nhà, lỡ bị lọt thông tin ra thì sao? Anh Tài bây giờ còn chưa biết sống chết ra làm sao. Em làm sao mà không cho họ xét được? Với lại nhà đó là nhà của anh Tài, chứ đâu phải là nhà của em đâu. Anh tự nhiên nổi nóng với em à? Cô. Ủa, em tới lâu chưa? Chị Như. Em. Ủa chị. Em ơi. Chị bị em sao, sao vậy không? Chị cô vừa mới cho máu, cần phải nghỉ ngơi. Cái gì? Chị em vừa cho máu hả? Trời ơi, em ngồi đây từ chiều tới giờ, sao anh không nói tiếng nào hết? Anh vô tâm thiệt chứ. Chị có sao không? Đi nghỉ đi, anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi nha. Em đưa chị lên đi.
nghe anh. Nó nghiện chắc chắn là nó sẽ cần có hàng. Em biết. Chú mày biết phải làm gì rồi chứ. Giúp anh thêm lần này, anh sẽ mang ơn nhiều lắm. Dạ, em biết phải làm gì. Vậy nha, cảm ơn. Dạ. Thằng Tài nó còn sống được, đừng để nó làm hư chuyện. Tôi nói vậy các chú hiểu rồi chứ? Giao dịch giữa tôi và các chú chưa hoàn thành đâu, tôi chưa nghiệm thu, hiểu chưa? Bây giờ chị tính sao với anh Phong? Anh gây ra nhiều chuyện sai trái làm tổn thương chị như vậy, chị vẫn tiếp tục tha thứ cho anh sao? Bà gan lắm, nghĩ sao mà bà tự xử ở nhà mấy cái chuyện đó vậy? Tôi mà không tới kịp là bà chết đó. Không, tôi không có muốn bỏ đứa bé. Số mệnh của nó chỉ tới như vậy thôi. Alo. Dạ, mọi việc đã như anh yêu cầu. Tốt lắm. Dạ, anh yên tâm.